Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Ori Financy. Đây là một dự án của sàn Dex nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần link phần link mô tả dưới video bên Telegram, bấm start chatbot nè bạn. Đây dự án farm. Rồi các bạn bấm vào ai drop nè các bạn. Rồi mình sẽ get được 40 token có 20 đô nữa các bạn. Rồi bấm vào show này drop nè. Rồi, video đầu tiên các bạn join kênh group nè các bạn. Rồi bạn join tiếp kênh seller nè các bạn. Rồi, BN để mình bỏ bớt con các bạn. Rồi, các bạn join sao các bạn. Rồi, bạn mất up nữa. Tiếp tục follow tại Twitter nè các bạn. Trên tại Twitter nè các bạn theo dõi nè các bạn. Rồi, bạn mất up nữa nè. Tiếp tục thì các bạn like và tweetbot nè. Trên tờ Twitter này bạn like nè các bạn tờ tweet lên đi các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Rồi bạn bấm submit đi tên nè. Rồi tiếp tục thì submit Telegram username thì các bạn em vào bạn anh cùng nè các bạn. Các bạn vào setting nè. Copy username ở chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi lại cho bot nè. Sau đó các bạn gửi được username tại Twitter mình nha các bạn. Cộng win v n h 9. Rồi tiếp tục các bạn submit địa chỉ hubie của chain của mình nha các bạn. Thì các bạn có thể dùng địa chỉ nth in với chocolate mình nha các bạn. Rồi các bạn gọi là chatbot. Rồi sau đó các bạn bấm vào my balance để check số cạn mình kiếm được nè các bạn. Ok, mình đã nhận được 20 token OIT nè. Bấm bấm được ghép. Liên lên ghép mình chia sẻ trong bè những thằng để kiếm thêm token các bạn. Vậy video này đang kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.